Một lần nữa, Hồng Hà xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng từ hệ thống truyền hình VBS. Mời quý vị đi vào phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên lại nói về virus corona, thưa quý vị. Đó là có câu hỏi Việt Nam sẽ bị nặng nhất hay không sau Trung Quốc. Tại Việt Nam, hiện chỉ mới có 2 ca nhiễm virus corona viêm phổi cấp tính được xác nhận. Nhưng theo các số liệu mới nhất, gần 40 ca nghi nhiễm bệnh đang được cách ly theo dõi. Theo các chuyên gia Việt Nam và ngoại quốc, Việt Nam có thể sẽ là quốc gia bị dịch bệnh nặng nhất sau Trung Quốc. Hiện giờ, theo báo chí trong nước, hôm nay tại Việt Nam, trong số 63 ca nghi nhiễm bệnh do trước đây có đi đến vùng dịch ở Trung Quốc, 25 ca đã được loại trừ nhiễm virus corona. 38 ca vẫn được theo dõi cách ly, trong đó có 2 người Trung Quốc được xác nhận nhiễm virus. Hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, trong tình trạng ổn định, theo lời các bác sĩ tại đây. Tuy nhiên, vào lúc mà nhiều nước láng giềng của Trung Quốc, mới đây nhất là Mông Cổ, đã đóng cửa biên giới, hoặc như Philippines đã ngưng cấp visa nhập cảnh cho khách Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh, thì Việt Nam hiện chưa thi hành những biện pháp tương tự và vẫn đón tiếp rất nhiều du khách Trung Quốc. Ở ngay Thanh Hóa, đã cách ly thêm 2 người nghi viêm phổi Vũ Hán. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29 tháng 1 tiếp nhận và cách ly 2 nam bệnh nhân sốt, ho, tức ngực, nghi ngờ nhiễm virus nCoV. Bệnh nhân nam 32 tuổi ở xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia làm việc tại cửa khẩu Móng Cái về quê ăn Tết cùng gia đình. 2 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, ho, tức ngực, mệt mỏi. Bệnh nhân nam thứ hai 25 tuổi ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống là lao động từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về quê ăn Tết. Trước khi vào viện 3 ngày, bệnh nhân sốt cao, ho, khó thở, đau họng, đau ngực trái. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lập tức thực hiện cách ly điều trị và giám sát theo quy định. Các chỉ số xét nghiệm hiện tại chưa có biểu hiện bất thường. 2 bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus nCoV. 4 ngày trước đó, bệnh viện đã cách ly cô gái mới trở về từ Vũ Hán do bị sốt, nghi ngờ viêm phổi do nCoV. Hiện sức khỏe nữ bệnh nhân đã ổn định, 2 ngày nay không còn sốt, chưa có kết quả xét nghiệm virus nCoV. Và bản tin cuối trong phần tin hôm nay nói về việc một người đàn ông có 106 con, thưa quý vị. Chưa từng kết hôn, nhưng ông Đinh Minh Nhật, 57 tuổi, ở xã Hê Lốp, huyện Chư Sê, có 106 con, là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi từ lọt lòng. Nghe tiếng xe dừng ở cửa, hơn chục đứa trẻ lớn nhỏ chạy ùa ra đón thầy Nhật. Chúng xúm lại xoa bóp tay chân, massage đầu. Một đứa mang đến cho ông cái áo thun màu chàm nói thủ thỉ. Người ta cho quần áo, con lựa được cái này cho thầy. Chúng là những đứa trẻ từ khắp các huyện của tỉnh Gia Lai được ông Nhật mang về nuôi tại ngôi nhà chung ở thôn 1, xã La Húp, huyện Chư Sê. Ông Nguyễn Văn Đương, chủ tịch xã Hê Lốp nói, ông Nhật đang nuôi 106 em, nhưng không đứa nào bị thất học. Cái duyên giữa ông Nhật và những đứa trẻ bắt đầu từ năm 2005, khi ông Nhật từ Sài Gòn về xã Hê Lốp nhậm chức linh mục. Ông thường cùng người bạn vào những ngôi làng sâu trong rừng, tìm hiểu đời sống người dân. Và một lần gặp đám ma của người Gia Rai, ông thấy một đứa trẻ đỏ hỏn khóc dữ dội cạnh thi thể người phụ nữ đang chuẩn bị được mai táng. Người bạn đi cùng giải thích, mẹ cháu bé này chết. Theo tục của người Gia Rai thì con mới sinh ra phải được chôn theo mẹ. Nghe xong câu chuyện, ông Nhật lao vào giành lại đứa trẻ từ tay già làng. Sau một hồi thương thảo, già làng chấp nhận đổi đứa trẻ bằng một con heo để cúng giàng. Lúc đó tôi chỉ muốn giật lại đứa trẻ để cứu nó, chứ không nghĩ gì đến việc sẽ cho ai hay sẽ nuôi nó như thế nào. Ông nhớ lại. 3 năm sau, nghe người làng nói ở huyện Chư Pư có 2 vợ chồng người Gia Rai vừa qua đời, để lại 5 đứa con. Đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tháng. Chạy xe máy hơn 40 km đường rừng, ông chứng kiến cảnh 5 đứa nhỏ đói chẳng có gì ăn. Một tuần liền vào rừng móc mũ cao su, đổi lấy bánh ăn. Ông quyết định dẫn bọn trẻ về nhà. Để nuôi các con,
ngoài trồng cà phê, ông Nhật phải làm thêm đủ nghề. Đầu năm 2008, ông xin được việc chăm người già ở bệnh viện vào ban đêm. Vậy là tối tối, ông khóa cửa để những người lớn ở nhà điệu những đứa nhỏ đến viện, trải chiếu ở hành lang cho chúng ngồi chơi. Công việc chăm người bệnh không hề nhẹ nhàng, thậm chí thường xuyên bị quát tháo và mắng chửi thậm tệ. Thấy ông cực quá, những đứa trẻ níu áo khóc lóc nói: "Thầy ơi, đừng làm nữa, mình về đi." Nhưng chúng lớn hơn, ông Nhật dẫn đàn con lên rẫy. Hết làm cho nhà mình lại đi làm thuê cho những nhà khác. Ông nói, dẫn theo để tụi nhỏ biết quý trọng lao động thôi, chứ chúng còn trông nhau, làm được bao nhiêu. Hy vọng là bản tin vừa rồi làm cho chúng ta có một cảm giác nhẹ nhàng hơn sau một tuần với những tin không có được tốt đẹp lắm về virus corona, thưa quý vị. Nhân đây ngày thứ sáu cuối tuần, Hồng Hà cùng toàn ban cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mong quý vị có một ngày thứ sáu và một cuối tuần an lành. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp quý vị trong tuần sau.